Ngày 5 tháng 3 năm 2020, đại diện mạng lưới ung thư vú Việt Nam đã tặng hàng chục bộ tóc cho bệnh nhân ung thư vú tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Đồng thời trong buổi sáng cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đưa khu sinh hoạt người bệnh tại Trung tâm Ung bướu vào hoạt động. Tại khu sinh hoạt người bệnh có các tủ sách, nón len, tóc giả, áo ngực dành cho người bệnh ung thư vú với mong muốn giúp người bệnh thư giãn, có thêm sức mạnh để chiến đấu chống lại bệnh tật.